Chào mừng quý vị khán giả đang đến với cửa sổ công nghệ trên FPNC. Và như thường lệ thì rất nhiều những thông tin công nghệ mới và đặc sắc đã được cập nhật trong chương trình hôm nay. Nhưng trước hết, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung chính. Nghiên cứu thuốc chống ký sinh trùng giành giải Nobel Y học năm 2015. Thăm cánh đồng điện mặt trời lớn nhất châu Á tại Ấn Độ. Cách vừa xem YouTube vừa duyệt web dễ dàng trên desktop. Thưa quý vị, hiện nay sức khỏe của con người đang là vấn đề quan trọng, vì vậy có khá nhiều phát minh đã được tạo ra giúp cho cuộc sống trở nên thoải mái hơn. Trong chuyên mục tuần này có gì mới hôm nay sẽ là hệ thống chăm sóc giấc ngủ. Xin mời quý vị cùng gặp gỡ với biên tập viên Nguyên Khang. Kính thưa quý vị, tuần này thì Nguyên Khang xin được giới thiệu đến quý vị một dự án hiện đang được xây dựng trên trang Indiegogo. Đây là một hệ thống chăm sóc sức khỏe dành cho mọi người. Chúng ta sẽ cùng đến với phần tổng quan của thiết bị này. HealthOmeter NUYU Sleep System, gọi tắt là NUYU, là hệ thống được tạo ra có chức năng điều khiển nhiệt độ để giúp cơ thể con người cảm thấy thoải mái hơn và dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ. Sau những nghiên cứu và được khoa học chứng minh, chứng mất ngủ ở người lớn, đặc biệt là những ai phải làm việc căng thẳng, đang ngày một gia tăng. Vì thế, NUYU ra đời để giúp cho người dùng có được giấc ngủ ngon và khỏe khoắn nhất. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về hệ thống NUYU Sleep System từ HealthOmeter. NUYU có tổng cộng hai thành phần chính, đó là tấm lót dùng để đặt ở dưới lưng khi ta ngủ và bộ máy để điều khiển chức năng của NUYU có hình dạng một chiếc máy hút bụi. Ở phần tấm lót được đặt dưới lưng, nó sẽ tự thay đổi nhiệt độ sao cho phù hợp với cơ thể bạn. Kích thước của tấm lót là 0.6 x 0.9 m, được làm bằng chất liệu pha trộn giữa cotton và polyester, có thể giặt dễ dàng. Nhà sản xuất cho biết khi bạn lót tấm này dưới một lớp chăn rồi nằm lên, bạn sẽ không cảm thấy đang có tấm lót ở phía dưới. Tất cả những gì bạn cảm nhận được đó là nhiệt độ lên xuống phát ra từ nó. Bộ phận còn lại là chiếc máy trung tâm, điều khiển mọi hoạt động của toàn hệ thống. Cấu tạo của bộ phận này khá đơn giản khi nó có nhiệm vụ hiển thị thông tin nhiệt độ của tấm lót, hiển thị mức nước bên trong và bảng điều khiển giờ giấc hoạt động của hệ thống. NUYU sẽ dùng nước để làm giảm nhiệt độ của tấm lót, giúp cho cơ thể thoải mái hơn, đỡ nóng bức khi đang ngủ. Bộ điều khiển của NUYU hoạt động rất êm ái, do đó bạn có thể đặt ở bên dưới giường mà không lo bị ồn bởi tiếng máy. Đó là thành phần của NUYU Sleep System. Còn phương thức hoạt động của nó thì như thế nào? Nước chính là vật liệu chính để giúp cho tấm lót có thể thay đổi nhiệt độ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những phương thức hoạt động của thiết bị. NUYU sẽ làm ấm tấm lót, giúp cho cơ thể cảm thấy thư giãn và dễ chịu như đang massage. Sau khi chúng ta đã chìm vào giấc ngủ, NUYU sẽ dần dần hạ nhiệt độ, làm mát toàn bộ phần lót để giúp ta ngủ sâu và cảm thấy thoải mái hơn. Tiếp theo, NUYU bắt đầu làm ấm trở lại và cơ thể sẽ dần dần được đánh thức một cách tự nhiên. Tất cả phục vụ cho một giấc ngủ trọn vẹn và hoàn hảo. HealthOmeter cho biết, NUYU sử dụng thuật toán về điều chỉnh nhiệt độ, giúp cho nó phù hợp với nhiệt điều sinh lý của cơ thể con người khi đang ngủ. Người dùng có thể điều chỉnh mức độ nhiệt độ tùy vào nhu cầu bản thân thông qua ứng dụng trên điện thoại iOS và Android. Ứng dụng này sẽ kết nối với bộ điều khiển NUYU, và ngoài việc chúng ta tự do điều chỉnh nhiệt độ, nó còn đưa ra các lời gợi ý nhiệt độ phù hợp dựa vào tuổi, cân nặng cũng như nhiệt độ của môi trường xung quanh. Bên cạnh đó, bạn có thể thiết lập khoảng thời gian hoạt động, khoảng thời gian mà bạn sẽ thức dậy để NUYU hoạt động một cách phù hợp nhất. HealthOmeter cũng cung cấp một phụ kiện là đồng hồ đeo tay với nhiệm vụ theo dõi nhiều hoạt động thể dục và giấc ngủ của người dùng. Chiếc đồng hồ sử dụng màn hình OLED có nhiều chức năng tương tác với cơ thể như theo dõi lượng calo bị đốt cháy, theo dõi số bước đi, giấc ngủ, khoảng cách dậy, đưa ra các mục tiêu thể dục thể thao. Nó còn có khả năng chống nước và pin hoạt động trong 4 tháng. Như chúng tôi cũng đã nói thì NUYU Sleep System hiện vẫn đang là một dự án trên trang Indiegogo. Hiện tại thì nguồn vốn thu được đã thành công ngoài dự kiến, vì thế thiết bị sẽ được chính thức bán ra trong tháng sau. Còn bây giờ xin được mời quý vị cùng quay trở lại phim trường cùng với MC Vĩnh Phú. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc phần đầu tiên của cửa sổ công nghệ hôm nay. Trong phần tiếp theo sẽ có nội dung chính sau đây. Nghiên cứu thuốc chống ký sinh trùng giành giải Nobel Y học năm 2015. Thiết bị độc não giúp người bị liệt có thể đi lại.